Rồi, em Hưng xin chào cả nhà nha. Hôm nay em xin giới thiệu đến cả nhà mình lô đất rẫy tọa lạc tại thôn 1, xã Đắc Bục So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Tổng diện tích sử dụng là 3,5 hecta. Diện tích sổ đỏ là 3,1 hecta, ôm hơn 200 mét mặt tiền đường đất. Đường giải phóng mặt bằng để chuẩn bị đổ bê tông này nha cả nhà. Ao hồ, máy ống, điện nước, nhà cửa đầy đủ. Nguồn thu trên đất thì hiện tại là cà phê. 2.500 cây thẳng ngọn. Năm nay dự tính tầm khoảng 12 tấn nhân nha cả nhà. 300 cây sầu riêng lớn bé. Qua năm là mông lồng lọt được 200 cây. 1.000 củ tiêu thủ chín. 400 cây bơ không bơ tư và bơ bút. 150 cây mắc ca. Vụ thì mình mông nước nha cả nhà. Giờ em sẽ đi chi tiết lô đất rẫy cho cả nhà mình. Đây là em đi từ đuôi rẫy đi lên nha cả nhà. Đây, cà phê thì chủ nhà làm thẳng ngọn như thế này. Bờ thì đây ạ. Trong đó có thêm 500 cây cà phê chè chủ nhà làm cũng thả ngon luôn nha cả nhà. Lâu nay thì báo kính gió. Nguồn thu chủ đạo hiện tại đang là cà phê với tiêu nha cả nhà. Nhưng là nguồn thu thì đặc kén này. Cà phê thẳng ngọn làm theo đây ông chủ ngày xưa là quê Lâm Đồng của anh nha cả nhà. Nên giờ họ làm theo kiểu thẳng ngọn thế này. Cả nhà mình có nhu cầu thì liên hệ em để đi xem thực địa nhé. Nên em đi giữa cái bờ rừng như là mình không được bắt mắt. Cả nhà mình có nhu cầu thì cứ vốn em hướng để đi xem thực địa. Nguồn thu thì bao mình nha cả nhà. Năm nay béo lắm thì cũng phải 1 tỷ về nguồn thu của lô này. Bơ vừa rồi thì họ được 10 tấn sô lua 8k tại vườn, họ bán hết rồi nha cả nhà. Bơ thì bán hết rồi. Cá thì đặt cái là trái này, cá thẳng ngon nha cả nhà. Đây, người nào tìm lô làm cá thẳng ngon là có thể để tham khảo lô này. Sầu riêng thì 300 cây lượng bẹ. Đây, cá cả nhà mình xem. Cá chỉ chích là trái ạ. Cá rất đạt nha cả nhà. Ba thân thẳng ngọt. Đây, dòng cá thẳng ngon này, ai đã từng kinh qua rồi thì sẽ hiểu ạ. 2.500 cây như thế này. Đây sầu riêng hay như thế này nha cả nhà. Đấy. 300 cây lớn bé. Nhưng mà năm nay chủ nhà để cho bỏ tự nhiên thôi chứ không có làm bốc. Đấy, năm nay ra được trái nào thì ăn trái đó thôi. Chứ chủ nhà không có làm bốc nha cả nhà. Qua năm thì làm bông lòng lọt rồi. Khoảng 200 cây. Đấy, có nhà xây cấp 4, ao hồ, máy ống, điện nước đầy đủ. Nói chung nguồn thu là chín vườn hết rồi. Nhà mình mua vào là là đời rồi kéo bạt là thu rồi. Nhà cũng đang phát dọn cỏ sạch sẽ rồi cả nhà này. Nhà sầu riêng như thế này. Sầu riêng năm nay cho bỏ tự nhiên như cả nhà. Bỏ tự nhiên mà cũng rất đạt đó. Nguồn thu bây giờ chủ yếu là cà với tiêu. Qua năm thì sẽ dự định thì nguồn thu sẽ mạnh hơn, đặc biệt có thêm sầu riêng ạ. Sổ sẵn công chứng liên tay nha cả nhà. Tổng diện tích sử dụng là 3,5 hecta. Hồ mênh mông nước. Diện tích sổ đỏ thì 3,1 hecta. Cà phê thẳng ngọn, 500 cà phê chè cũng làm theo kiểu thẳng ngọn. Nói chung nguồn thu ở đây thì kính vườn hết rồi. Nhà làm kính vườn này, nhà mình yên tâm về nguồn thu nha. Nhà sầu riêng thì như thế này. Sau năm nay cho bỏ tự nhiên này.
chủ nhà con qua chưa có làm bóng nha cả nhà. Đây em coi tổng quát hết cả vườn để cả nhà mình tham khảo. Cà phê thẳng ngọn. Điện thoại kính nhỏ, nói chung luôn này thì bao kính nhỏ thì cả nhà. Luôn này thích hợp để làm sầu riêng, người làm cà phê. Đất đất hay đất đỏ ba gian tới sụp nha, không sỏi đá nha cả nhà, đất rất đẹp. Rồi giờ còn chắc bơ bút thôi. Còn bữa không bữa tư thì chủ nhà bạn xô lùa cho lại vào cắt hết rồi. Đây, sâu rồi này. Sâu đây nha. Bỏ tự nhiên. Mà cả nó cũng rất đạt đấy. Tự nhiên này nhưng mà cũng rất đạt. Cái rất là lực. Nhà xây cấp bộ nhỏ nhỏ. Đây là sân phơi nha cả nhà. Sầu riêng. Toàn bộ cả thẳng ngọn cái nhà. Cà phê tre chủ nhà cũng làm theo kiểu thẳng ngọn luôn. Mình thu thật kỹ vườn này. Vô thì một mình củ như thế này. Bơ. Mắc ca thì qua năm thì mới cho bỏ nha cả nhà. Còn năm nay mình thu chủ yếu là tiêu này. Tiêu cửa cũng rất nhiều. Nên cả nhà mình ai quan tâm thì cô em hướng để đi xem thực địa nha. Cái trời nó âm u quá nên như là video em quay nó không có được nét. Cái nhà mình chịu khổ xem nhé. Thuốc nọng chủ nhà đã xịt hết rồi. Chủ nhà đang phạt cỏ. Vườn khá là sạch. Cỏ để dọn hết này. Đấy, cả nhà mình ai quan tâm thì cô em hướng để đi xem thực địa nha. Nguồn thu năm nay thu vào bèo lắm cũng phải được trên 1 tỷ nha cả nhà. Nhiều bà khỏi vì sao chủ lại bán. Do chủ muốn chuyển đổi về gần gia đình, con cái thì vào đại học rồi, nhà hai vợ chồng làm không nổi, kham không nổi công việc. Đấy, muốn chuyển về gần nhà nên nhà sang nhường lại cho bác nào hữu duyên. Em nhắc lại tổng diện tích sử dụng là 3,5 hecta, diện tích trong sổ đỏ là 3,1 hecta, đất tọa lạc tại thôn 1 xã Đắc Bục So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Hiện trạng cây trồng trên đất thì 1.000 củ tiêu thu chín, 2.500 cà phê thiện trường thả ngọn, 300 cây sầu riêng lớn bé, trong đó qua năm làm bông đồng loạt được 200 cây. Năm nay một số trò bỏ tự nhiên, ao hồ nhà cửa, mái ống đầy đủ, 500 cà phê tre cũng thả ngọn.
tiêu 1.000 trụ, bơ 400 cây lợn bẹ, nhà cửa đầy đủ hết rồi. Nhà thì nhà nhỏ thôi, ôm tiền đường đất xe ô tô vào tận nơi, đất trên thoại kính gió tuyệt đối, thích hợp để trồng sầu riêng và trồng cà phê. Nguồn thu thì mình nha cả nhà. Đấy. Cả nhà mình giờ mua thì vào phát thêm đợt cỏ nữa thôi, là kéo bạt được rồi. Phần trò thì chủ nhà cũng đã bỏ hết rồi. Đấy, ai quan tâm thì cô em hướng để đi xem thực địa nhé. Ở ngoài thì đẹp hơn ở trong video nhiều nhé. Do hôm nay trời âm u nên em quay video nó không được nét. Rồi em xin dừng video tại đây nhé. Ai quan tâm thì cô em hướng để đi xem thực địa. Chào cả nhà mình. Hẹn gặp lại trong cái video mới ạ.